Rồi, xin chào tất cả các bạn. Thì chắc hẳn các bạn đang tìm hiểu dịch vụ chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử dành cho doanh nghiệp đúng không ạ? Thì hiện tại theo thông tư 78 thì bên thuế bắt đầu triển khai dịch vụ chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử thay cho cái chứng từ giấy mà người hay xuất cho doanh nghiệp hay xuất cho bên người lao động đúng không ạ? Thì hiện tại VMT cũng đang cung cấp dịch vụ chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Thì hiện tại Thắng cũng đang là hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp để cung cấp cái dịch vụ này. Thì rất là nhiều doanh nghiệp đang hỏi về đăng ký dịch vụ chứng từ nó có khó không, về chi phí bao lâu, bao nhiêu và cái thời gian sử dụng là bao lâu. Thì hôm nay Thắng xin giải đáp dịch vụ về chứng từ điện tử của bên VMT đang cung cấp cho khách hàng. Thì như các bạn thấy, hiện tại giá dịch vụ chứng từ thuế thu nhập cá nhân điện tử của VMT Thắng đảm bảo là rẻ nhất hiện nay trên thị trường. Tại vì thực sự đây là một cái dịch vụ không phải là lớn nhưng mà nó sẽ đảm bảo là khách hàng sử dụng lâu dài, nên VMT sẽ tung ra gói cước giống như hóa đơn điện tử luôn, gói số chứng từ không có giới hạn thời gian sử dụng. Ví dụ như là những doanh nghiệp nhỏ đi, người ta chỉ xuất 10-20 chứng từ thôi. Những công ty khác người ta sẽ bán theo gói hàng năm mình phải gia hạn mua 100 chứng từ, 100 hàng năm. Còn VMT bán gói 300 chứng từ, bạn có thể xài 5-7 năm luôn, tiết kiệm chi phí đúng không ạ? Tại sao VMT có thể làm được như vậy? Tại vì thực ra VMT là một tập đoàn lớn, dịch vụ này không phải là dịch vụ cốt lõi, nhưng đây là dịch vụ giúp khách hàng sử dụng lâu dài và biết đến VMT, cung cấp một dịch vụ mong muốn hỗ trợ khách hàng. Thứ hai, tại sao đăng ký dịch vụ VMT? VMT là một tập đoàn lớn mà hệ thống nó kết nối lên thuế hoặc là các server máy chủ sẽ được đảm bảo cho khách hàng về vấn đề lưu trữ. Thứ ba là về tổng đài hỗ trợ. VMT có tổng đài hỗ trợ miễn phí, cứ gọi, không một nhóm cấp nào khác ngoài Viettel đó. Thì khi bạn gọi lên tổng đài cần hỗ trợ thì không, hoàn toàn không mất phí. Thứ tư nữa là cái đội ngũ quá hùng hậu đi về vấn đề chăm sóc khách hàng, về tổng đài đảm bảo VMT là số 1, các bạn gọi lên sẽ có nhân viên ultra cho các bạn nhanh và liền luôn, không phải như những nhà cung cấp khác gọi lên có thể máy bận hoặc là không hỗ trợ. Thành đối với một số doanh nghiệp nhỏ thì người ta cái đối tượng chăm sóc khách hàng nó khá ít, còn VMT tập đoàn lớn cung cấp dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin nên cái số lượng đài rất là nhiều và lớn, nên mọi người hãy yên tâm nha. Ngoài ra còn có Thắng hỗ trợ cho mọi người trong quá trình đăng ký và sử dụng, mọi người cần hỗ trợ thì gọi cho Thắng, Thắng để hỗ trợ ultra hoặc là team hỗ trợ mọi người luôn một cách nhanh chóng đúng không ạ? Rồi, tiếp theo Thắng nói về giá dịch vụ chứng từ. Để cấu thành giá dịch vụ chứng từ mới thì thứ nhất mọi người hãy là tính theo gói. Ví dụ gói chứng từ, ví dụ dùng hóa đơn luôn, 300, 500, 1.000 chứng từ. Ví dụ gói 1.000 chứng từ là 871.000 chưa thuế. Và đăng ký lần đầu tất nhiên mọi người sẽ mất cái phí khởi tạo. Cái phí khởi tạo là cái phí hỗ trợ ban đầu này, tạo sai này. Tức là lưu trữ cho mọi người cái gói chứng từ trong vòng mấy năm luôn. Nó quá là rẻ đúng không ạ? Đấy, xài khi nào hết thì mới mua tiếp. Rồi, tiếp theo về hồ sơ thủ tục đăng ký dịch vụ chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Để đăng ký dịch vụ này thì tất nhiên phải ký hợp đồng dịch vụ với VMT. Để mọi người hãy cung cấp một bản scan giấy phép kinh doanh và căn cước công dân người đại diện, thì Thắng sẽ làm hợp đồng có hai dạng. Một là ký hợp đồng điện tử sử dụng chữ ký số để ký. Hai là sử dụng ký hợp đồng giấy, thì Thắng sẽ làm file in giấy và trình ký và gửi cho bên doanh nghiệp ký. Ký xong thì Thắng sẽ kích hoạt sai và hướng dẫn mọi người sử dụng. Thực ra cái chứng từ rất là dễ sử dụng, nó rất ít trường về cái nghiệp vụ, nó không như là hóa đơn đúng không ạ? À, lưu ý vấn đề ở đây, nếu như mà doanh nghiệp mình đã sử dụng hóa đơn điện tử của VMT thì bên Thắng sẽ tạo chung chứng từ, chung một cái size của hóa đơn tạo luôn để mọi người tiện sử dụng và có thể phân quyền ở trên đó luôn, ai có thể xuất hoặc ai có thể xem thôi đúng không ạ? Rồi, về thông tin chứng từ điện tử thì nó khá là dễ về cách sử dụng này. Và một điều đặc biệt tại sao phải chuyển qua chứng từ điện tử, tại vì khi chúng ta xuất, doanh nghiệp xuất cho người lao động thì giống như hóa đơn đó, thì chúng ta chỉ cần nhấn một cái ký và hệ thống sẽ tự gửi mail và chứng từ cho bên người lao động luôn. Còn nếu người lao động không có mail thì bên phòng nhân sự sẽ tải file PDF về gửi cho người lao động để quét toán thuế đó, rất là đơn giản nha. Và để đăng ký dịch vụ chứng từ, mọi người có thể vào gọi cho Thắng qua số hotline 0813660066 để Thắng có thể hỗ trợ doanh nghiệp cũng như là tư vấn thêm thông tin để có thể đăng ký dịch vụ chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân một cách nhanh chóng và tiện lợi ạ. Thắng xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem video này.